Xin chào mừng các bạn và các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đến với dự án dạy học môn học 10 thuộc sách Kết nối tri thức thuộc chương trình sách khoa mới chương trình học trung học cơ sở trung học phổ thông. Bài học chúng ta hôm nay ta sẽ đến với chương đầu tiên, chương 1 cấu tạo nguyên tử. Và học chương này ta cần trả lời được cái câu hỏi: tại sao đồng dẫn điện mà gỗ lại cách điện? Tại sao thép rất cứng mà vẫn rất mỏng và kéo sợi được? Tìm hiểu biết về cấu tạo nguyên tử, các nhà khoa học không chỉ giải thích được tính chất của vật liệu mà còn tạo ra nhiều vật liệu mới với nhiều tính chất mới. Và ta vào bài số 1. Thành phần nguyên tử. Với mục tiêu của bài, đó là trình bày được thành phần nguyên tử. Nguyên tử vô cùng nhỏ, nguyên tử gồm hai phần: hạt nhân và lớp vỏ nguyên tử. Hạt nhân tạo bởi các hạt proton, neutron, lớp vỏ tạo bởi hạt electron. Điện tích, khối lượng của mỗi loại hạt. Và so sánh được khối lượng của electron với proton và neutron, kích thước của hạt nhân với kích thước nguyên tử. Về nội dung bài học thì được chia ra làm gồm 3 phần. Phần thứ nhất, các loại hạt cấu tạo nên nguyên tử. Thứ hai, kích thước và khối lượng của nguyên tử. Thứ ba, điện tích hạt nhân và số khối. Ta đi tìm hiểu câu hỏi số 1. Nguyên tử gồm các loại hạt cơ bản nào? Thì câu trả lời như sau. Nguyên tử gồm 3 loại hạt cơ bản: electron, proton và neutron. Câu hỏi số 2. Các nhà khoa học đã phát hiện ra các loại hạt cơ bản đó như thế nào? Và ta có đáp án. Sự phát hiện ra các loại hạt cơ bản. Hạt electron. Thí nghiệm phóng điện qua không khí loãng phát hiện ra chùm tia phát ra từ cực âm và bị hút lệch về phía cực dương của điện trường, nên chúng mang điện tích âm. Hạt proton. Dùng hạt alpha bắn phá nitrogen và phát hiện ra hạt proton. Neutron. Dùng hạt alpha bắn phá beryllium. Và ta vào phần thứ nhất, một lớn, các loại hạt cấu tạo nên nguyên tử. Thì vào năm 1897, Thomson, người Anh, thực hiện thí nghiệm phóng điện qua không khí loãng và phát hiện ra chùm tia phát ra từ cực âm và bị hút lệch về phía cực dương của điện trường, chứng tỏ chúng mang điện tích âm. Đó chính là chùm hạt electron. Electron là thành phần của nguyên tử. Vào năm 1911, Rutherford thực hiện thí nghiệm bắn phá lá vàng rất mỏng bằng chùm hạt alpha. Ông sử dụng màn hình quang bao quanh lá vàng để quan sát vị trí va chạm của các hạt. Kết quả thí nghiệm cho thấy hầu hết các hạt đều xuyên thẳng qua lá vàng, chứng tỏ nguyên tử có cấu tạo rỗng. Ở tâm chứa một hạt nhân mang điện tích dương và có kích thước rất nhỏ so với kích thước của nguyên tử. Và đây là mô hình của Rutherford, gồm một bộ phát hạt alpha khe hẹp, màn hình quang lá vàng mỏng. Tiếp theo, vào năm 1918, Rutherford và các cộng sự dùng hạt alpha bắn phá nitrogen và phát hiện ra hạt proton. Vào năm 1932, Chadwick, cộng sự của Rutherford, đã phát hiện ra hạt neutron khi bắn phá beryllium bằng hạt alpha. Như vậy, proton, neutron và electron là các hạt cơ bản cấu tạo nên nguyên tử. Vậy thành phần cấu tạo của nguyên tử sẽ gồm có hạt nhân ở tâm nguyên tử chứa proton mang điện tích dương và các hạt neutron thì không mang điện. Vỏ nguyên tử chứa electron mang điện tích âm, chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân. Và ta có bảng về khối lượng và điện tích của các loại hạt cấu tạo nên nguyên tử, gồm các hạt proton, neutron và electron được ký hiệu là PNE. Với khối lượng thì ta nhận thấy hạt proton và neutron xấp xỉ bằng nhau và bằng khoảng 1,6 x 10^-27 kg. Và tương đối xấp xỉ bằng 1 AMU. Khối lượng của electron thì rất nhỏ, nó bằng khoảng 9,1 x 10^-31 kg và bằng khoảng 0,000055 AMU. Về điện tích thì ta nhận thấy điện tích của electron và proton là bằng nhau nhưng khác dấu. Hạt proton thì có điện tích bằng 1,6 x 10^-19 kg. Với điện tích tương đối bằng cộng 1. Còn electron thì mang điện tích bằng -1,672 x 10^-19 với điện tích tương đối bằng -1. Như vậy, trong nguyên tử, số proton bằng số electron nên nguyên tử trung hòa về điện. Khối lượng electron thì rất nhỏ, không đáng kể so với khối lượng của proton hay neutron, nên khối lượng của nguyên tử tập trung chủ yếu ở hạt nhân. Ta có một số câu hỏi vận dụng. Câu số 1. Em hãy vẽ mô hình biểu diễn thành phần cấu tạo của nguyên tử. Câu hỏi số 2. Nguyên tử chứa các hạt mang điện là? Ta có các đáp án A, proton,
và alpha, B, proton và neutron, C, proton và electron, D, electron và neutron. Và ta có đáp án là đáp án C, proton và electron là hai loại hạt mang điện. Câu số 3. Em hãy quan sát hình ảnh mô phỏng kết quả thí nghiệm bắn phá lá vàng thực hiện bởi Rutherford và nhận xét về đường đi của các hạt. Mà ta nhận thấy kết quả thí nghiệm cho thấy hầu hết các hạt alpha đều đi xuyên thẳng, chứng tỏ nguyên tử của cấu tạo rỗng. Một vài hạt alpha bị bắn theo hướng gấp khúc hoặc là bị phản xạ ngược lại, chứng tỏ ở tâm nguyên tử có chứa một hạt nhân có kích thước rất nhỏ so với kích thước của nguyên tử, nên hạt alpha bị bắn vào sẽ bị lệch hướng. Ta theo sang phần tiếp theo, hai lớn, kích thước và khối lượng của nguyên tử. Một nhỏ về kích thước, thì kích thước của nguyên tử là khoảng không gian tạo bởi sự chuyển động của các electron. Các nguyên tử khác nhau có số electron khác nhau nên có kích thước khác nhau. Nếu coi nguyên tử như một khối cầu thì đường kính của nó bằng khoảng 10^-10 mét. Kích thước nguyên tử rất nhỏ nên thường được biểu diễn bằng đơn vị micromet hay angstrom. Một micromet thì bằng 10^-12 mét, một angstrom thì bằng 10^-10 mét. Nguyên tử hydrogen có bán kính khoảng 53 pm. Hạt nhân nguyên tử có đường kính khoảng 10^-2 pm. Kích thước nhỏ hơn nhiều so với kích thước của nguyên tử. Và sang phần em có biết. Em có biết một lượng chất rất nhỏ có thể chứa nguyên tử. Một lượng chất rất nhỏ cũng chứa số nguyên tử rất lớn tới mức khó hình dung. Ví dụ một lít nước thì có chứa khoảng 9^10^25 các nguyên tử oxy và hydrogen. Do đó không thể nhìn thấy nguyên tử bằng mắt thường, thậm chí bằng kính hiển vi có độ phóng đại rất lớn, hàng chục triệu lần. Về khối lượng, thì khối lượng của nguyên tử bằng khối lượng của các hạt proton và neutron, electron có trong nguyên tử. Ví dụ, trong 2g carbon thì có chứa khoảng 10^-23 nguyên tử carbon. Khối lượng nguyên tử rất nhỏ nên một lượng chất rất nhỏ cũng có thể có chứa hàng tỷ tỷ nguyên tử. Có thể biểu hiện là khối lượng nguyên tử theo đơn vị khối lượng nguyên tử, ký hiệu là AMU. Ví dụ, một nguyên tử oxygen có khối lượng là 2. Có khối lượng là 2,656 × 10^-26 kg. Một AMU thì bằng 1,661 × 10^-27 kg. Nên khối lượng của một nguyên tử oxygen là khoảng 15,990 AMU. Và phần em có biết khối lượng tính ra kg của một nguyên tử carbon là 19,926 × 10^-27 kg. Một AMU được định nghĩa bằng 1/12 khối lượng của một nguyên tử carbon. Và một AMU tính ra bằng 1,661 × 10^-27 kg. Ta có một số câu hỏi vận dụng như sau. Câu hỏi số 4. Nếu phóng đại một nguyên tử vàng lên 1 tỷ lần thì kích thước của nó tương đương bằng một quả bóng rổ có đường kính là 30 cm, và kích thước của hạt nhân tương đương với một hạt cát có khối lượng là có đường kính là 0,003 cm. Em hãy cho biết kích thước của nguyên tử vàng lớn hơn so với hạt nhân là bao nhiêu lần. Và ta có đáp án như sau. Khi phóng đại một nguyên tử vàng lên 1 tỷ lần thì đường kính của nguyên tử là 30 cm, đường kính của hạt nhân là 0,003 cm. Vậy đường kính của nguyên tử sẽ gấp khoảng 1.000 lần đường kính của hạt nhân. Câu hỏi số 5. Một loại nguyên tử nitrogen có 7 proton, 7 neutron trong hạt nhân. Dựa vào bảng 1.1, em hãy tính và so sánh khối lượng của hạt nhân với khối lượng của nguyên tử. Khối lượng hạt nhân so với khối lượng vỏ nguyên tử. Và ta có đáp án như sau. Một nguyên tử trung hòa về điện nên ta có số hạt proton bằng số hạt electron. Nguyên tử neutron có 7 hạt proton, 7 neutron và 7 electron. Do đó, ta sẽ có Mp cộng Mn thì bằng 1,67 × 10^-27 kg cộng với 1,67 × 10^-27 kg cộng với Me bằng 1,9 × 10^-31 kg.
Vậy thì ta sẽ suy ra khối lượng của hạt nhân nitrogen bằng 2,343 nhân 11 trừ 26 kg. Khối lượng nguyên tử nitrogen bằng 2,344 nhân 11 trừ 26 kg. Khối lượng vỏ nguyên tử nitrogen thì bằng 7 nhân với 9,1 nhân 10 mũ trừ 31 kg và bằng 6,3 nhân 10 mũ trừ 30 kg. Đến đây ta đi so sánh khối lượng của hạt nhân với khối lượng của nguyên tử. Và ta nhận thấy khối lượng của nguyên tử thì xấp xỉ bằng một lần khối lượng của hạt nhân. Và so sánh khối lượng của hạt nhân với khối lượng của vỏ nguyên tử thì ta nhận thấy khối lượng hạt nhân so với khối lượng của vỏ nguyên tử thì gấp khoảng 3.675 lần. Ta sang phần tiếp theo, ba lớn, điện tích hạt nhân và số khối. Số proton trong hạt nhân nguyên tử bằng số điện tích hạt nhân, ký hiệu là Z. Ví dụ, hạt nhân nguyên tử sodium có 11 proton nên số đơn vị điện tích hạt nhân là Z bằng 11. Tổng số proton và neutron trong hạt nhân của một nguyên tử được gọi là số khối hay nucleon, ký hiệu là A. Và ta có A sẽ bằng Z cộng với số neutron. Ví dụ hạt nhân nguyên tử là Na có số proton là 11, số neutron là 12 nên số khối của hạt nhân nguyên tử Na là A sẽ bằng 11 cộng 12 và bằng 23. Và ta có câu hỏi vận dụng. Aluminium là kim loại phổ biến nhất trên vỏ trái đất, được sử dụng trong các ngành xây dựng, ngành điện hoặc sản xuất đồ gia dụng. Hạt nhân của nguyên tử aluminium có điện tích bằng 13 và số khối bằng 27. Tính số proton, số neutron và số electron có trong nguyên tử aluminium. Và ta có đáp án. Nguyên tử aluminium có điện tích hạt nhân là bằng dương cộng 13. Một nguyên tử trung hòa với điện nên số hạt proton bằng số hạt electron và ta có chúng bằng là hạt số proton bằng electron và bằng 13. Nguyên tử aluminium thì có số khối bằng 27. Sau đó ta sẽ có 27 bằng số proton cộng với số neutron. Nên ta suy ra được số hạt neutron lúc này sẽ bằng 27 trừ 13 và bằng 14. Như vậy qua bài vừa rồi em đã học được gì? Ta nhận thấy là nguyên tử vô cùng nhỏ bé nhưng được tạo thành từ các hạt nhỏ hơn, gồm có hạt nhân chứa proton mang điện tích dương và neutron mang không mang điện. Lớp vỏ nguyên tử thì có chứa electron mang điện tích âm. Nguyên tử trung hòa với điện vì có số proton bằng số electron. Khối lượng nguyên tử thì tập trung chủ yếu ở hạt nhân do khối lượng của electron rất nhỏ so với khối lượng proton và neutron. Hạt nhân nguyên tử có kích thước vô cùng nhỏ so với nguyên tử. Và từ đó thì em có thể vận dụng phương pháp mô hình để mô tả cấu tạo nguyên tử. Như vậy thầy và các em đã đi hoàn thành xong bài số 1 thành phần nguyên tử thuộc chương trình dự án dạy học môn hóa học 10 sách kết nối tri thức. Nếu như các bạn thấy bài giảng hay thì các bạn hãy bấm like, share, subscribe và đăng ký kênh để được cập nhật thêm các bài giảng mới. Thầy xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài giảng tiếp theo.